đau quặn bụng, đầy hơi, ăn uống không tiêu, rối loạn tiêu hóa là những triệu chứng thường thấy ở người bị viêm đại tràng. Tình trạng này rất phổ biến tại Việt Nam, hiện có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa do nhiều nguyên nhân như chế độ ăn uống, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, căng thẳng áp lực và sinh hoạt không khoa học. Nếu không có biện pháp hỗ trợ có thể dẫn tới tổn thương niêm mạc đại tràng. Trên thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm hỗ trợ cho người bị viêm đại tràng, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Extra Tâm Bình. Được phát triển từ công thức sản phẩm Đại Tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Đại Tràng Extra Tâm Bình bổ sung thêm hai tinh chất mới là Nano Cucubin và Immune Can Mix. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, hỗ trợ kích thích tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc đại tràng. Bên cạnh sử dụng Đại Tràng Extra Tâm Bình, người dùng nên có chế độ ăn uống khoa học, sinh hoạt lành mạnh để có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.